Dạ con xin chào cô chú, hôm nay con có lời người chú cái ớt ớt 90 người chú tham khảo nha cô chú. Đó, máy thì bên con có quay lại một lần rồi, bây giờ con quay chi tiết hơn cho cô chú tham khảo với bán lại giá rẻ cho cô chú nha chú, tại vì lô mới sắp về. Máy thì bên con hoàn toàn zin hết, về chỉ có đổ dầu vô thôi nha cô chú. Máy nguyên zin, ốc sạc nhớ rồi chưa có dấu mở luôn, khía cạnh thấy rất là đầy đủ. Chụp heo thấy còn rất là liền lạc nha cô chú. Đây chụp heo của nó nè. Đó, cần ga đồ chưa có dấu mở luôn. Đây, chưa chỉnh tự động luôn nha cô chú. Nó máy về là chỉ như là có xả dầu bọt. Rồi đây như dấu nó trên này nè cô chú. Thấy có xả dầu bọt nè. Nó hơi chạy đó. Chứ không hoàn toàn không đụng chạm vào bên trong hết. Còn phần cụm dầu này thì nó bị gãy cái tay khóa dầu nha cô chú. Gãy tay khóa dầu. Nó còn máy là rất là liền lạc. Này mặt cũng thấy bình dầu còn rất là mới nha cô chú. Nó bình dầu còn sáng nè. Cái chỗ nào mà nó chày thì nó chày, mà chỗ này còn nước sơn chú nhìn nè, nước sơn còn đậm nha chú. Nó giờ để con mở cái thùng dầu cho cô chú coi nè. Lực nè, lực zin mà nó còn mới cái này nha cô chú. Đây thùng dầu bao sáng luôn, nó thùng dầu còn sáng trưng, máy chó đèn đầy đủ luôn. Đây nhưng mà bóng đèn ở trong nó bị hư rồi cô chú ơi. Này áo gió là nước sơn còn chưa có dấu mớp dấu chày, cái này giao về như bị cắn trên nắp dầu nó mới thụng xuống, nhưng mà không ảnh hưởng nha cô chú. Đây còn thùng dầu mặt sau này nó bị như cái này va chạm này. Như để dựa vô cái xe cô chú, vậy nó dằn nó sốc rồi nó cạ vô xe nó chày. Máy thì bu ly rồi đầy đủ hết luôn, nó bánh chớn nước sơn rồi là còn đậm luôn. Cái này thì còn, con thấy máy kia là không còn đâu chứ. Nó bu e bu lửa là nguyên bản. Này, số xe cái này á là số xe cái này là 000 3499. Máy này con quay cho cô chú lên một lần rồi nhưng mà chưa có chi tiết lắm, giờ con quay lại với bán giá rẻ cho cô chú xài nha cô chú. Đây nắp Vlap này còn rất là mới luôn, ốc đồ là chưa có dấu mở dấu chày. Nó cô chú nhìn thấy dấu mở đâu, đâu có đâu chú. Đây, nắp chụp cò khía cạnh đâu nè đó, ốc nó Vlap rồi chưa có dấu mở luôn. Đó, cái ngoài xa cô chú coi máy kia nè cô chú. Này ngoài hình máy nè, còn rất là mới luôn. Máy Nhật thì vài chỗ như Nhật này, máy ấy thì nó hơi chạy cô chú thông cảm cái chỗ đó như đúng. Hơi chạy với hơi mớp rồi đó. Nói giờ để con nhờ anh tiền test máy cho cô chú nghe tiếng tham khảo nha. Giờ mấy con ra đây luôn, nó quay cô chú giờ đỡ ồn ào. Xào gì nha cô chú. Máy này giờ
nó đây ống trời lum, cái này là cái co dầu này chưa có dấu mỏ lớp bê rồi nha cô chú, nó heo vô là nguyên viên hết. Cái này thì bữa nay con xả cô chú là 6.3 triệu bao ship nha cô chú, ít ít 90 máy thùng dầu còn rất là đẹp luôn, 6.3 triệu bao ship. Cô chú nào chốt được máy này thì liên hệ số điện thoại màn hình cô chú, nói trong kêu quay có nói gì sai sót hoặc thiếu gì cô chú góp ý với phần bình luận nha cô chú. Đó, clip con xin này cũng kết thúc luôn, con hẹn cô chú các clip tiếp theo nha cô chú, chào cô chú.